Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện số 72 CDTTG về việc tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 2 và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở đất trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ những khó khăn mất mát của Đảng bộ, chính quyền và người dân vùng bị thiên tai lũ lụt để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ do bão số 2 và chủ động ứng phó với các đợt mưa lũ có thể xảy ra trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, chủ tịch, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, rà soát, cập nhật, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai trên địa bàn phù hợp với diễn biến thiên tai và điều kiện cụ thể của địa phương, tổ chức, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm kịp thời, hiệu quả để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra lơ là, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo dẫn tới thiệt hại về tính mạng của người dân. Thưa quý vị, là theo báo cáo nhanh từ Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mưa lớn đã khiến hơn 39.770 ha diện tích cây trồng bị ngập úng, tức là tăng 10.043 ha so với ngày 24 tháng 7 là ngày hôm qua. Trong đó, Hà Nội là 14.534 ha, Ninh Bình là 1.034 ha, Nam Định là 12.781 ha, Hưng Yên là 1.826 ha, Thái Bình là 3.350 ha, Hà Nam là 5.933,7 ha, Bắc Giang là 274 ha, Điện Biên là 40 ha. Các địa phương đã vận hành tổng cộng 602 trên 2.492 máy bơm, 27 cống để tiêu úng. Hiện mực nước hạ du sông Hồng vẫn ở mức cao do các hồ thủy điện vận hành xả lũ, làm ảnh hưởng đến hiệu quả tiêu úng của các cống tiêu vùng ven biển. Dự kiến các công trình thủy lợi vận hành sẽ giảm diện tích ngập úng trong vài ngày tới sau khi đợt mưa lớn kết thúc. Thưa quý vị, theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 nên khu vực tỉnh Hải Dương đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa trung bình là 92mm. Lượng mưa lớn khiến cho hàng trăm hecta lúa và rau màu của tỉnh bị ngập trong nước. Huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Ninh Giang và thành phố Chí Linh bị ngập nhiều nhất trong tỉnh. Lượng mưa lớn đã khiến nhiều diện tích lúa bị ngập, trong đó ngập trắng là trên 800 ha, tổng diện tích rau màu bị ngập là 342 ha và có 195 ha cây ăn quả bị ngập nước. Địa phương có diện tích lúa bị ngập nhiều nhất là thành phố Chí Linh và huyện Kim Thành. Xã Đại Đức, huyện Kim Thành là vùng trũng gần thành phố Hải Phòng nhất nên diện tích ngập lớn. Nhiều cánh đồng của người dân mới gieo mạ đã bị chìm trong nước. Nhà em giờ báo cáo các bác là lúa đang mới sạ thì cũng giờ thì gặp lụt, có chỗ thì phơi, chỗ thì vẫn còn ngập. Vâng, bây giờ cũng nằm rất là may, bây giờ thời tiết còn mát, nếu mà nóng là phải gieo lại. Nếu tình trạng mà mưa kéo dài 1 đến 2 ngày nữa thì ảnh hưởng đến cho bà con nông dân, với lý do là lúa gieo sạ là đang thời gian là bố trí là bén rễ hồi xanh, thì cái việc đó ảnh hưởng cho bà con nông dân là sẽ ảnh hưởng đến là cái cây phát triển. Trước tình hình ngập úng, các địa phương đang tích cực phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn chủ động tháo gạn tự chảy qua cống để bảo vệ sản xuất. Thì chúng tôi phối hợp với lại xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi của huyện là thực hiện là mở hết các kênh tiêu cao, thế và cái hệ thống tiêu thoát nước trên địa bàn xã, thế và chỉ đạo các hợp tác xã của xã Đại Đức, thế và phối hợp với lại xã Liên Hòa và xã Tam Kỳ để cùng thống nhất cái phương án để xử lý. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên tổ chức kiểm tra các công trình đê điều, thủy lợi, công trình phòng chống thiên tai, công tác tuần tra, canh gác, bảo vệ đê khi có lũ để phát hiện kịp thời các sự cố hư hỏng để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, là địa phương có 3 tuyến sông lớn, sông chính là sông Lô, sông Đà và sông Thao chảy qua. Tỉnh Phú Thọ được xác định là một trong những địa phương có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng từ các hiện tượng thiên tai như mưa lũ, sạt lở đất trong mỗi mùa mưa bão. Và ý thức được vấn đề này, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn coi trọng phòng chống thiên tai, mưa lũ là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó thì đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập tại các thời điểm nước trước, trong và sau mùa mưa lũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại tỉnh Phú Thọ.
Ngay đầu mùa mưa bão năm 2024 đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Đà thuộc địa phận xã Dân Quyền, huyện Tam Nông. Vị trí sạt lở đã ăn sâu vào khu vực chân cầu Trung Hà và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Năm 2023 là trên tỉnh, huyện, xã về kè được một đoạn, thì còn đoạn dưới này là không kè nữa, thì bây giờ lại tiếp tục sạt, càng nước lên to lại càng sạt nhiều. Nói chung là ảnh hưởng rất đến người dân. Còn đây là tuyến sông Thao đoạn chảy qua địa bàn hai xã Phùng Nguyên và Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Hiện tượng sạt lở bờ sông do thay đổi dòng chảy và mùa mưa lũ cũng xuất hiện. Qua công tác phối hợp với các đơn vị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gần đây các đoạn tuyến bờ kè này đã được triển khai thi công, bước đầu hạn chế được tình trạng sạt lở, góp phần đảm bảo an toàn cho khoảng 300 hộ dân với trên 400 nhân khẩu quanh đây. Địa bàn xã Bản Nguyên có một số cái vị trí bờ kè bị sạt lở, cũng được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh cũng như các cấp trung ương đã đầu tư cho kè cái tuyến chân đê tại km 85. Trong quá trình kè thì tôi thấy cái việc thi công rất là khẩn trương, nhanh chóng, chất lượng đảm bảo. Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ, trong những ngày vừa qua xuất hiện mưa lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Lượng nước từ sông suối đổ về các sông chính, cộng với mực nước mở cửa xả hồ thủy điện Tuyên Quang, Hòa Bình khiến mực nước các sông trên địa bàn có gia tăng. Mặc dù chưa xuất hiện lũ trên các sông, nhưng công tác kiểm tra các tuyến đê kè trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp tỉnh quán triệt xuống tới các ngành chức năng và địa phương. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với phòng nông nghiệp của các địa phương thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, đánh giá hiện trạng đê điều trước, trong và sau mưa lũ. Trước tất cả những đợt mà cảnh báo dự báo thiên tai, chúng tôi cũng thành lập các tổ đi kiểm tra hiện trạng đê, cống dưới đê, các vị trí sạt lở sung yếu để tham mưu đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Thì các cái tuyến đê sông của chúng tôi thì còn có 4 cái điểm mà cái cao trình đỉnh đê nó còn thấp hơn cái mực nước thiết kế, nên là chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch và cũng đã báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như là Cục Đê điều Phòng chống thiên tai về cái nội dung này. Thế và cũng rất mong muốn là được chính phủ cũng như các bộ ngành trung ương quan tâm để đầu tư các cái tuyến đê này để đảm bảo cái cao trình chống lũ. Thế còn là các cái điểm sung yếu khác thì chúng tôi cũng đã xây dựng phương án và cũng chủ động trong cái tình huống xảy ra để thực hiện theo cái phương châm 4 tại chỗ và đảm bảo an toàn công trình đê điều, công trình phòng chống thiên tai trong cũng như là sau mùa mưa lũ. Tỉnh Phú Thọ hiện có 507 km đê, trong đó có trên 53 km đê cấp 1, cấp 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý. Qua công tác đánh giá trước mùa mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, các tuyến đê trên địa bàn về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu phòng chống lũ, song vẫn còn một số vị trí sung yếu cần được đầu tư.